Nằm trong khuôn khổ chương trình làm việc của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53, AEM 53 và các hội nghị liên quan, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 13, CLMV-EMM 13 đã được diễn ra theo hình thức trực tuyến do Myanmar chủ trì. Tại hội nghị này, các nội dung chính được thảo luận bao gồm báo cáo của Hội nghị Quan chức Kinh tế cấp cao CLMV, SEOM-CLMV, tiến độ của dự án xây dựng kế hoạch hành động triển khai khung khổ phát triển CLMV, kế hoạch khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19 và các bước tiếp theo để thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối giữa các nước CLMV. Các trưởng đoàn cũng đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các chính sách, biện pháp ứng phó với dịch bệnh và khôi phục kinh tế sau dịch. Trưởng đoàn Việt Nam đã đề xuất các giải pháp để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối giữa các nước CLMV. Cụ thể, Việt Nam đề nghị các nước quan tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hợp tác trong kế hoạch hành động trong khối CLMV giai đoạn 2021-2022 gắn với mục tiêu của sáng kiến hội nhập ASEAN và kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN đến năm 2025. Tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa các nước, đặc biệt là hoạt động thông quan tại các cửa khẩu khu vực biên giới, khuyến khích việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp các nước CLMV trong các lĩnh vực chế biến, xuất khẩu nông sản thực phẩm nhằm hình thành các chuỗi cung ứng khu vực do CLMV làm nòng cốt chính. Hội nghị nhất trí giao nhiệm vụ cho các trưởng quan chức kinh tế cấp cao CLMV, COM-CLMV tích cực phối hợp với Ban Thư ký ASEAN trong việc điều phối các hoạt động hợp tác nhằm hỗ trợ cho mục tiêu phục hồi nền kinh tế của các nước.